Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tiền nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ Momo uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Ok, xin chào anh em, mình là cơ của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em là chờ skin Bích Hải trở lại này. Đó, hôm nay mình sẽ idol top top chị Vân à. Vô mình kia top top à. À, đội top top à. À, đẹp quá nha, được quá nha. Ok, mình sẽ đánh gan đánh thật tốt để mình được xử idol top top như thế nào nha anh em ơi. Không đi, nó không ăn, mình ăn con dơ anh em à. Anh em nhớ giúp mình nút like cái kênh nha. Và nút bình luận, nếu mà anh em có ý kiến nào góp ý thì cái bình luận để mình cải thiện lại nha. Còn anh em nào nhu cầu mua nick á, liên hệ ngay với Zalo của mình nha. Hoặc là bên Facebook hồi đây nha, rỉa này. Đánh từ này, rỉa này, lướt về này. Ui, hai rỉa nữa, cái máu hơi bị khó chịu nha. Cái gì hết cái gì. Ây da. Ôi, em đâu có làm gì đâu. Gì? À, chị Vân không, màu xanh trước anh em à. Rồi, đánh chắc kèo xíu nào. Thấp xíu nào, không dám lên cao. Thấp xíu nào. Không thấy Red, không thấy thằng chị Vân luôn. À, đây. Rồi, thấp xíu anh em ơi. Chúng chắc kèo xíu cái đã. Lùi xíu. Đậu xanh đã đập, mình chết luôn á. Ôi, chị Vân xuống dưới rồi. Ui, chết cha rồi. Nó gõ một ứ hự kìa. Hay. Trời, tôi xuống phụ này. Ôi dồi ôi, chết rồi. Trời ơi, chóng kìa. Bắt biển này. Bắt con bên chỗ này. Ôi dồi ôi. Các bạn ơi, kinh rồi. Trời ơi, nó chóng, nó hất liên tục bên em mà. Nó đẩy liên tục, khó chịu thế nha. Không vào được anh em à. Thôi về lên ngay. Mà thọt anh em à. Hình như là chị Vân 90 TikTok, chắc ông này như là top 7 xếp hạng hay sao á anh em à. Như top 7 xếp hạng chị Vân ấy. Cũng hơi bị khác ấy. Lâu lắm mình mới gặp được kèo chị Vân anh em à. Ui. Thôi nào Vedet ơi. Thích cái gì? Mình chưa có con ti thôi nha. Có con ti là cho bạn luôn ấy. Đừng có đồ với tôi nghe chưa. Thôi ra mít farm anh em ơi. Thằng Hoài nó dưới kia rồi. Thì mình xuống đây phần farm thôi. Cái gì? Thích cái gì? Thích cái... Ây da. Ôi da. Ây. Rồi thấy gì không? Ai thấy gì không? Tôi như tôi không thấy gì hết trơn á, tôi không làm được gì hết trơn, không kịp làm gì luôn anh em à. Cái gì mà hất lên là đập bạch chết. Ôi dồi ôi. Ghét thế nha. Cái ông Chiêu Vân đập đau quá nha, ông đập một phát một mình không biết trời tăng mây gió luôn anh em ơi. Ây da. Game này chắc mình đang hành ngập mặt rồi anh em ơi. Thôi nào. Còn Black lượm Black luôn nha, đừng để bất kinh công nha bạn ơi. Kinh công này, thời trước này. Hay. Đây đồ chạy này, đồ cướp kinh công này. Khó nha. Ok. Ý, có chủ này. Chủ này. Lấy chủ luôn. Ai sơ xuất thì mình lậm thôi anh em ơi. Ui, con Lilumia lên kìa. Ui, chủ choáng kìa. Thật sự anh em Lilumia giờ nó khó chịu lắm anh em ơi. Con này cứ rất là khó chịu luôn. Khó vào lắm nha, nếu mà thôi. Gì bò rồ, thôi tôi về, tao đâu có làm gì đâu, tôi không có làm gì hết trơn á. Ôi dồi, choáng kìa. Khó chịu thế nha. Lùi xíu nào mọi người ơi, chưa có con ti đâu.
Ui chết gần rồi. Ui giờ đập phát một thêm ngứa hự luôn. Cái gì lên tới não. Khó thế nhờ, game khó thế nhờ. Chị Vân xanh rồi. Chị Vân xanh rồi. Xíu nó gõ rồi chứ có ỉa chảy hả anh em ơi. Một gõ là knock out liền thì thề với anh em nếu mà nó mới xanh đó. Ui xanh đầu game xanh cái này chị Vân. Chắc xíu mình canh mình ép chị Vân trước quá anh em à. Ôi chán à. Ui thủ lính trước anh em à. Trời ơi khó chịu ghê nha, con Illumia ấy. Cứ choáng nó chứ choáng. Để em lên cái trụ này. À đây đây về. À. Rồi. Lấy cái trụ này tao đi về. Lấy trụ chứ. Làm việc nhau. Sao? Rồi tôi đi về, tôi đâu lao gì đâu. Ăn luôn dơ này xong về anh em à. Bỏ lại xíu nó ăn cũng vậy phí. Thôi cũng về nào. Ủa bắt đầu mình tính làm lấy cây trụ mà gặp trong đó thồn luôn em à. Ồ hồi đó mình có một tia là ngon rồi. Lụm nó trong đó luôn rồi. Tiếc thế nha. Trên bạn ăn xanh đều hết trơn á. Rồi nó vô bùa đỏ rồi anh em à. Nó vô bùa đỏ xíu là mình farm này lẹ em đi về đi, mình đi di chuyển này. Đi ngơ nó gõ cho chết. Thôi đi về. Tôi đi về. Ây da. Đồ chơi solo kill, đồ solo kill. Trời ơi. Đồ solo kill. Chạy hộ. À, quả cầu. Chạy hộ, đậu xanh. Trời ơi, tôi tưởng nó trong bùa đỏ anh em mà, tôi nói anh em nhớ không? Nó dù đỏ xem mình farm mình đi về liền. Á ơi. Vừa nói dứt câu đi qua tới đây nó gõ mình bốc giật mình luôn anh em à. Về đi em ơi. Này, mình biến gì thôi chứ mình đừng có về đâu anh em à. Mình lấy trụ, mình thủ trụ anh em ơi. À, rỉa mình cái đi về này đó, làm gì nhau. Rỉa mình cái thấp máu chơi rồi đó. Cay không? Bắt đi luôn ra chỗ này. Trời ơi, lui về mọi người ơi. Chết tôi rồi. Tóc biến này. À thằng này chắc chơi kiểu nhát này. Con nào lui về nào. Lui về đi sợ bọt ơi. Thằng chịu vấn kìa, chịu vấn kìa. Ui, chết sợ bọt luôn rồi, mấy kia bỏ trụ rồi mà. Chiêu cuối còn 10 giây nữa này. Rồi không biết nó có vô đậu xanh không nữa. Mùa xanh nè. À cây ăn cây xanh, ủa nó không ăn không à. À không ăn à, qua đây. Đằng nào mà mày không đi xuống đây. Ai xuống cũng lụm hết nè em ơi. Ở đây coi chừng nha. Đậu xanh có một mình ở dưới rồi đó. Sợ lâu quá nhờ, không thấy ai hết nhờ. À bùa đỏ nhưng mà à đây con ngồi con. Úi trời lộ sai rồi anh em ơi. Tiếc thế nha. À đừng ở đây. Lính đa lính cao là lính cao đã mọi người ơi. Đi ăn hả? Ăn không được đâu. Bỏ đi ăn được đâu. Ôi dồi ôi. À canh KS thôi anh em ơi. Choáng này. Bắt này. Ok này. Ui không về vẫn không con S được con cây xa anh em à. Thôi kệ ăn được mạng cũng được rồi. Mà ma pha nó mình hơn mà không chết anh em à. Vẫn chạy về được này. Rồi xong rồi, sao mà sống nổi. Rồi lên trên để gắn lấy nó cái trụ thứ hai luôn anh em à. Ôi hai tay xanh quá nha. Hay. Trời ơi dáng này bú win luôn em ơi. Gặp idol tóc mà mình được bú win này hơi bị ngon nha. Ây. Trời cái nick của mình đưa cho anh em chơi sao vô đánh thua mình 17, 18 sao xu còn có 8, 9 sao vậy anh em à. Á, cay thật sự luôn em ơi. Nó kêu vô em mượn vô test skin đánh thường này kia ấy. Mình lo mình cày nick khách này mình đâu chú ý đâu. À đi đâu idol TikTok này nè, idol to tiếc nè TikTok này, idol TikTok này
Này, từ tộc của chúng tôi. Đi về, đi về, đi về. Đi về. Thủ lĩnh đã. Này thì ai đầu tiên tộc của chúng tôi. Thôi về nào mọi người ơi, từ từ lên ép lại này. Về ép sau này. Trời ơi, đưa cho nó chơi xong nó vô đánh thua của mình anh em à, trời ơi. Thôi nó không đánh IG anh em mà nó test skin Ryuma này. Nó test skin Yata này, nó test tứ lung tung hết đi em ơi. Hơn là Bích Hải, hơn là con nick AD mình dặn rồi. Nếu có chơi thì không có chơi Bích Hải của anh sợ là bị rất bị thật đây. Bắt AD trước này. Một chém, hai chém, một bé để cho chấm dứt cái trời ơi, tưởng cuộc sống này chơi tốc biến liền anh em. Mình kêu nó vô test vô cỡ thì đánh thường thôi, mọi người đánh hạng cũng chả biết luôn anh em. Vô giờ đây còn chính sao à, trời ơi, tao chửi quá trời chửi luôn. Đậu xanh. Là bữa giờ không cày Linh 17, 78 sao là cực rồi. Ê, đây. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi. Cái đậu xanh còn chạy tóc biến này. Ôi ơi. Tôi không biết pha làm gì nha. Tôi không biết. Như là không nhớ anh em à, nhớ đánh sao ấy, pha này ơi sao chết ta. Gì? Kiếp map gì? Gì? Đang live stream hay gì vậy? Ủa nó thấy đâu chat gì đâu? Ai kêu? Ảo vậy trời. Ai? Chị Vân à? Bắt cái gì? Ôi trời ơi, chị Vân kêu bắt máu anh em à. Ui trời ơi, di chuyển tại là non không rồi kêu bắt máu. Nãy giờ mình... Ui bắt máu mà tôi bị ông ụp mấy lần. Đậu xanh. Đậu xanh biết nói gì giờ cho vừa anh em. Tôi mà hắc má mà nãy giờ đậu xanh đến đâu bây giờ nó bắt tôi mua mạng nào đâu. Mấy lần rồi em thấy không? Tôi tàn đang đi nó đập. Muốn chết luôn á trời ơi. Tích gì? TikTok kêu hắc má. Úi dồi ôi hả? Trời ơi non thế nha. Tôi đã non rồi ông nội ơi, ông non tôi nữa. Đừng mà. Tôi có đánh nó lâu được trận hay rồi ông nội còn kêu nữa. Mười, ôi dồi ôi nó hất kìa, úi khó chịu thế nha. Trời ơi, tôi đánh đã non rồi, 10 game tôi mới có 1 game đăng video mà bạn kêu tôi hắc máp luôn, đừng sao tôi dám đăng. Ui, đổ mạng kìa. Thế bắt đầu game sắp theo game thấy khó ép thế nhờ. Con gì luôn mà khó ép thế luôn ấy. Rút lui. Chắc mình nghĩ mình nên lên giáp thép, lên giáp học sinh luôn anh em à. Ôi dồi, bệnh vẫn chưa hết anh em à. Nên thông cảm giúp mình nha, vì khi mình đang bình luận vậy mà lẽ mình cắt bỏ đi sẽ ra được, đúng không? Hát xì thì kể hát xì. Đó là thực tế luôn anh em à, cho nó tự nhiên xíu đúng không? Cũng phải có khát nước này, cũng phải có hát xì ho này. Này. À, đeo qua đây. Ôi trời ơi. Em nằm ở trong bụng anh này em ơi, bắt nè. Bắt em là bỏ vô bụng này, trời bắt bỏ túi này ơi. Non, trời ơi, non thật sự. Tôi non, bạn non hơn tôi nữa. Rồi, chịu luôn. Ôi, gì đâu, thế nhờ. Trời ơi, mấy ông nội chắc nó đang like TikTok hay gì anh em à. Bán này lên, giáp xin em à. Ép win luôn, không để nhây. Giờ mình về là mình không ép trụ win được đâu. Xíu thua nữa, thua vượt là chết nữa. Từ từ ở đây ơi. Nó giáp xin này đánh này, ui chuối. Ái da. Ok, win rồi anh em ơi. Ok, anh em nhớ hay một like được kênh giúp mình lên 25.000 cái sub nha. Và anh em nào còn mua nick liên hệ ngay với Zalo của mình. Ok, bye bye. Trời ơi, hát map, vải đàn.